Giá heo hơi hôm nay, mùng 8 tháng 5, lặng sóng, cao nhất 55.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, mùng 8 tháng 5 ổn định ngày đầu tuần tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Dịch tả heo châu Phi đã bùng phát trở lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc lặng sóng. Trong đó, Tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Heo hơi tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình và Hà Nội đang được giao dịch ở mức 53.000 đồng mỗi kg, 52.000 đồng mỗi kg là giá thu mua được ghi nhận tại các tỉnh còn lại. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 52.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 52.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 54.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 52.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 52.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50. 3.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 53.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 52.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 52.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 52.000 đồng mỗi kg. Từ đầu tháng 4 trở lại đây, dịch tả heo châu Phi tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Dịch đã bùng phát trở lại, nhiều hộ chăn nuôi tiếp tục lâm vào cảnh khó khăn khi phải tiêu hủy cả đàn lợn sắp đến kỳ xuất chuồng tại huyện Yên Mô, Ninh Bình, kể từ khi ổ dịch tả heo châu Phi được phát hiện tại xã Yên Hưng từ ngày 30 tháng 3, đến nay dịch đã lây lan ra chính xã khác của huyện Yên Mô với 185 con heo phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 12,7 tấn, theo Trang nuôi Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Chính, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô cho biết, gia đình anh có 12 con heo thịt chuẩn bị xuất chuồng thì tự nhiên lan đùng ra chết khi chính quyền địa phương và ngành chức năng đến kiểm tra thì xác định heo bị mắc dịch tả heo châu Phi nên phải tiêu hủy toàn bộ. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cao nhất 54.000 đồng mỗi kg. Theo khảo sát, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang trên diện rộng. Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục thu mua heo hơi với giá 54.000 đồng mỗi kg. 53.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch theo hơi tại các tỉnh bao gồm Thanh Hóa, Quảng Nam, Đá Lắng và Bình Thuận. Các tỉnh khác không ghi nhận biến động mới, hiện thu mua heo hơi với giá trong khoảng 51.000 đến 52.000 đồng mỗi kg. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 53.000 đồng mỗi kg. Nghệ An là 52.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 51.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 52.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 52.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 5. 13.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 54.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 52.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 52.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 54.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 53.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 52.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 50. 3.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam thấp nhất 52.000 đồng mỗi kg. Thị trường heo hơi tại miền Nam chuyển giá. Cụ thể, thương lái tại tỉnh Long An duy trì thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 55.000 đồng mỗi kg. Heo hơi tại Đồng Nai và Vũng Tàu được giao dịch ở mức 54.000 đồng mỗi kg, 52.000 đến 53.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được ghi nhận tại các tỉnh. Thành còn lại, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bình Phước là 52.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 54.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 52.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 52.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 52.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 54.000 đồng mỗi kg, Long An là 55.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 53.000 đồng mỗi kg, An Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 52.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 52.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 52.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 52.000 đồng mỗi kg, Tà Mau là 53.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 53.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 53.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 52.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 52.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 53.000 đồng mỗi kg.